Bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet thành công cho chị em dược sĩ. Chào các bạn, Nam lại quay trở lại với bạn trong video này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau về câu chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet đối với anh chị em dược sĩ. Thì gần đây Nam quan sát thấy rằng là không ít anh chị em dược sĩ chúng ta đang cũng chuyển mình lên trên internet rất là nhiều, và rất nhiều anh chị em làm video chia sẻ và live stream hay là làm đủ mọi thứ, đặc biệt là trên TikTok. Đấy, vì Nam cũng đã quan sát trong một thời gian qua thì cũng rất nhiều anh chị em sau một thời gian làm không hiệu quả thì lại bỏ cuộc đó. Vậy thì câu chuyện là làm thế nào để cho anh chị em dược sĩ của chúng ta có thể bắt đầu với công việc kinh doanh trên internet hiệu quả, sao để anh chị em dược sĩ có thể là xây dựng được thương hiệu cá nhân trên internet thành công. Đấy thì chúng ta sẽ cùng bàn với nhau trong cái nội dung video này, và Nam tin rằng video này nó sẽ làm thức tỉnh cái công việc kinh doanh trên internet của anh chị em dược sĩ chúng ta, và các bạn đừng bỏ qua bất kỳ giây phút nào trong video này các bạn nhé. Cái việc mà chúng ta xây dựng thương hiệu trên internet hay là chúng ta làm bất kỳ điều gì đấy, cái việc mà bỏ cuộc của một số đám đông là cái chuyện nó xảy ra thường xuyên. Và trong cuộc sống của chúng ta không chỉ là việc xây dựng thương hiệu đâu, mà bất kỳ cái việc gì thế thôi cũng sẽ có, luôn luôn có rất nhiều người làm bỏ cuộc. Hầu hết thì mọi người làm sau một thời gian không có kết quả thì họ đều cảm thấy chán nản bỏ cuộc, vì họ đã nỗ lực rất là nhiều nhưng mà không thành công. Cái việc ở đây trong cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet của chúng ta cũng không ngoại lệ. Và thực tế chứng minh rằng là trong năm 2021, 2022 Nam lại thấy rằng là anh chị em lên top top rất là nhiều, nhưng hiện nay số lượng đó đã giảm dần đi. Và những người mà kiên trì bám đuổi thì hiện nay họ cũng đã có được những cái thành tựu, họ cũng bán hàng rất tốt ở trên các nền tảng mạng xã hội, có thể là trên TikTok, có thể là trên Facebook, có thể là trên YouTube, trên Zalo, vân vân. Vậy thì làm thế nào để chúng ta làm được đây thì Nam sẽ phân tích và chia sẻ cho bạn dựa trên những cái trải nghiệm của mình cho bạn nhé. Thì các bạn hình dung này, bạn xây dựng thương hiệu hay bạn làm công việc kinh doanh hay là bất kỳ điều gì thì cái đầu tiên chúng ta cần phải xác định đó chính là cái mục tiêu của mình. Mục tiêu nó phải rõ ràng, nó phải nhìn ra được cái con đường mà bạn sẽ đi, nhìn ra những cái vấn đề mà bạn sẽ gặp phải thì bạn mới xác định là bạn sẽ đi được, và bạn thiếu gì bạn mới bồi đắp nó được. Chứ bạn mà không có cái mục tiêu rõ ràng các bạn, có đến 7 trên 10 người khi mà đang hỏi về cái công việc là bạn đang làm gì trên internet, bạn đang xây dựng thương hiệu theo kiểu như nào thì các bạn đều nói rằng là em chia sẻ giá trị ở trên đó. Tất nhiên cái câu chuyện chia sẻ giá trị nó là một câu chuyện rất chung, thì qua cái câu đó thì mình thấy rằng là hầu hết chị em mà chúng ta không có mục tiêu rõ ràng. Đấy, chúng ta không có một mục tiêu rõ ràng là mình sẽ trở thành ai trên internet, mình sẽ làm gì trên internet, mình sẽ bán gì trên internet, rồi mình sẽ trao giá trị như thế nào trên internet đó. Đây chúng ta chỉ đa phần mọi người là làm theo đám đông, thấy đám đông về làm video chia sẻ, sau đó cũng anh chị em cũng đi học 1-2 cái khóa học để làm video marketing, sau đó cũng về làm video chia sẻ và câu chuyện nó chấm hết ở đó. Và sau khi các bạn làm video chia sẻ thì nó sẽ không có người xem, thì sau một thời gian làm mãi không có người xem, kênh nó không thể phát triển, không thể lên được thì các bạn dừng cuộc, bỏ cuộc. Thì đây là cái tình trạng rất là chung và số đông anh chị em đang làm như vậy. Thì do cái việc mà chúng ta không có mục tiêu nên các bạn không có con đường rõ ràng, và các bạn có thể đi học một vài khóa, người ta đã chỉ bạn là làm video nó sẽ giúp cho bạn bán được rất nhiều hàng, trở thành idol, trở thành triệu view, vân vân. Thì cái chuyện đấy là cái chuyện PR, có những cái khóa học như vậy thôi thì cái đấy nó cũng không có sai gì cả, bởi vì trên cái hành trình mà bạn trở thành idol hay trở thành triệu view đó, bạn phải biết kiến thức làm video marketing, đấy là điều chắc chắn, thấy chưa? Đó thì người ta PR để chuyện đấy sẽ chưa được, nên các bạn đấy là do các bạn không có cái mắt nhìn và các bạn không xác định rõ, bạn nghĩ rằng biết làm video và các bạn trở thành idol, không có chuyện đó. Rồi yếu tố số 2. Là khi mà bạn làm trên internet thì bạn cần phải xác định rõ được một cái ngách đi. Xác định được ngách đi, ví dụ mục tiêu bạn trở thành một chuyên gia trong cái lĩnh vực nào đó thì bạn phải xác định là mình sẽ là chuyên gia, hoặc là mình là người có tạo, hoặc là mình là một người làm youtuber, làm để lấy tiền từ việc bán view, để lấy tiền quảng cáo SEO của Google, hoặc mình làm tiktoker để làm affiliate, vân vân. Thì bạn phải xác định rõ mục tiêu. Nhưng sau hai cái thì bạn phải xác định ngách đi cho cái mục tiêu đó. Ví dụ như mình muốn trở thành tiktoker trên mạng tiktok chẳng hạn, nhưng cái ngách đi là gì? Ngách đi là dạng như là mình đi review chẳng hạn, như trên tiktok thì các bạn có thể xem ông giáo review đúng không, rồi bạn có thể xem những người reviewer khác, để ngay cả Hà Linh cũng là gọi là 9 lần livestream bạn cũng là một reviewer. Đầu tiên là bạn là youtuber, sau đó là tiktoker, bạn chuyên review, sau đó bạn đi bán hàng, làm affiliate cho các nhà hàng, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là cái ngách đi của họ đó chính là ngách review. Thì các bạn cũng phải xác định là nếu là dược sĩ thì bạn phải xác định ngách đi nào. Bạn không thể là em nên chia sẻ tất cả các vấn đề về sức khỏe. Tất nhiên là bạn có thể làm được điều đó, nếu như bạn có tài năng và năng lực, bạn vẫn có thể làm được điều đó, không sao cả. Nhưng Nam chỉ muốn nói cho bạn này, nếu như bạn làm như vậy thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để bạn làm ra điều đó. Trong khi đó cái nguồn lực bạn thì lại có hạn, bạn chỉ có một mình, thậm chí là chỉ có thậm chí chăng nữa thì bạn chỉ có hỗ trợ được 1-2 đó người của nhân sự của bạn. Bạn không thể xây dựng một bộ máy marketing hoành tráng ở trong nhà thuốc của bạn được, nó liên quan đến tài chính, đến chi phí của bạn. Đó, do vậy là bạn chỉ có một mình tranh thủ một cái điện thoại thôi thì bạn phải làm sao để nó tối ưu cái việc đó, chi phí nó càng nhỏ càng tốt, thời gian càng ít càng tốt. Đó, nên là bạn xác định được ngách đi cho mình. Đó, và khi bạn xác định đi một ngách nào đó thì cái chiến lược ở đây đó chính là ta ở trong lòng đó, bạn sẽ làm người làm tốt nhất trong cái ngách đó đi thì bạn sẽ nhanh chóng bạn thu hút được khách hàng. Và sau khi bạn làm vua cái ngách đó rồi, bạn mở rộng ra các ngách tiếp theo vẫn chưa muộn mà. Nên bạn đừng có vội vàng bạn chia sẻ quá nhiều thứ mà hãy chọn ra mình ngách đi. Vậy thì ngách đi nó là cái gì? Đó có thể là một cái chủ đề liên quan đến ví dụ như là phụ khoa, ví dụ như là xương khớp, ví dụ như là da liễu, ví dụ như là vấn đề về sinh lý, vân vân. Đấy là các ngách đi, bạn có thể đi tập trung vào một cái ngách nhỏ như vậy là đều là được. Bước tiếp theo là trong cái việc ngách đi là thì bắt đầu bạn đi tìm các chủ đề mà khách hàng tiềm năng của chúng ta đang quan tâm. Bạn tìm chủ đề bằng cách nào? Đầu tiên là bạn đi tìm những cái kênh lớn mà người ta đang làm tốt trong cái ngách đó rồi, xem là trên kênh đấy những cái video đầu tiên, đặc biệt là trên kênh YouTube thì những cái video mà có người ta xem nhiều nhất trên kênh đấy là gì, là nó liên quan đến cái chủ đề nào, thì đấy là cái chủ đề bạn cần phải quan tâm để bạn làm. Đó, bạn ở trên YouTube bạn tìm ra tất cả những cái kênh lớn liên quan đến ngách mà bạn muốn đi vào, thì do đó tìm ra những cái video lớn thì bạn sẽ làm. Đa phần các ngách bạn chọn thì đều có những người ta đã làm tốt rồi, thì bây giờ mình sẽ phải đi học tập họ để chúng ta tìm ra các chủ đề. Cái điều thứ hai nữa, các chủ đề là liên quan đến việc là bạn phải học các công cụ để tìm ra các từ khóa. Thì khi bạn tìm ra được từ khóa thì bạn sẽ hiểu rằng nó đang nằm trong cái chủ đề nào để bạn có thể chia sẻ, xây dựng nội dung để chia sẻ những cái video có giá trị về những cái từ khóa đó. Bởi vì những cái chủ đề, những cái từ khóa mà người dùng quan tâm thì sau này họ search ra, họ có khả năng tìm ra video của bạn. Còn nếu như bạn chỉ chia sẻ những cái giá trị gì mà bạn có thì chưa chắc đó những cái thứ đó là khách hàng họ cần. Do vậy là đó là lý do tại sao có rất nhiều anh chị em làm video chia sẻ giá trị mà không có lượt xem. Là thứ nhất, cái video của bạn nó chán, thứ hai nữa là cái chủ đề bạn chia sẻ người ta không quan tâm nên là người ta không xem, đơn giản là như vậy thôi. Đó, thì bạn phải xác định được cái chủ đề rõ ràng. Vậy thì để xác định được chủ đề, bạn cứ đi vào các kênh lớn. Thứ hai là tìm được các từ khóa, nhớ cho rằng như vậy. Còn cái việc tìm từ khóa như nào, công cụ như thế nào thì bạn có thể xem các video trên kênh YouTube của Nam, đang có các công cụ tìm từ khóa, hướng dẫn tìm từ khóa trên kênh và trên video trên kênh YouTube rồi. Đấy thì bạn có thể tìm hiểu thêm. Bước tiếp theo là bạn phải tìm cho ra 100 người có ảnh hưởng trên mạng internet đối với cái ngách mà bạn đang đi. Ví dụ như bạn làm phụ khoa thì bạn phải tìm những người đang làm phụ khoa tốt thì bạn lưu trữ họ lại là trở thành cái hình mẫu mà chúng ta phải theo đuổi, chúng ta học, bởi vì họ đã làm tốt rồi thì chúng ta phải học tập theo họ. Thứ hai nữa là chúng ta tìm đến những cái ông bác sĩ. Đấy, bởi vì ngoài vấn đề phụ khoa ra thì các ông bác sĩ khác thì người ta làm ở trong các ngách khác thì mình cũng phải quan tâm. Rồi những dược sĩ khác thì chúng ta cần phải quan tâm để xem là cách họ làm như thế nào, cách họ ra video làm sao, cái concept nội dung họ xây dựng như thế nào để chúng ta có hiểu được cái chúng ta làm. Được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta phải tìm ra 100 người trong cái lĩnh vực đấy, thậm chí là những cái người mà không liên quan đến lĩnh vực, như là những người mà chia sẻ về kỹ năng quay dựng video, những người chia sẻ về kỹ năng làm marketing, vân vân, để bạn có cái kiến thức để bạn làm marketing, bạn làm video marketing và bạn xây dựng nội dung, hoặc những người mà chia sẻ làm nào để phát triển kênh YouTube hay kênh Facebook của bạn thì bạn cũng phải quan tâm. Đó, thì bạn mới có thể phát triển được thương hiệu của mình trên internet, bởi vì làm trên internet đó chính là làm marketing trên internet. Đó, nên là bạn cần phải quan tâm đến những người đó. Nên bạn theo dõi 100 người này thì dần dần bạn sẽ có được những kiến thức, học tập từ họ thì bạn sẽ phát triển rất là nhanh. Thứ tư mà Nam muốn chia sẻ cho bạn ở đây đó chính là không có gì khác, đó chính là sau khi bạn nghĩ đến đầu thì bạn phải kiên trì ra nội dung, xây dựng ra nội dung, kiên trì nó mỗi ngày, đều như vắt chanh mỗi ngày. Dù video của bạn không có được xem, dù chỉ 1-2 được xem, 5-10 được xem, 20 được xem không quan trọng, bạn vẫn cứ ra đều nội dung, cứ ra đều cho Nam. Đều nội dung đúng cái chủ đề khách hàng quan tâm thì bạn cứ ra đều, đến một ngày nào đó kênh của bạn sẽ được đề xuất, đến một ngày nào đó kênh của bạn sẽ được có người xem. Thì bạn cứ kiên trì kỷ luật ra 100 video có người xem, 200 video, 500 video, 1000 video, 2000 video, bạn làm 1 năm 2 năm 5 năm, bạn cứ kiên trì. Và Nam đã chứng kiến một người anh của Nam là anh ấy làm video marketing, làm xây dựng kênh YouTube trong vòng 5 năm mới đạt được lúc bạn, trong khi đó có rất nhiều bạn trẻ học cùng với Nam, các bạn đi làm chỉ có 6 tháng là lúc bạn. Đấy, nó khác nhau, nhưng mà có người ta kiên trì, người ta làm được điều đó. Nên bạn, nhiệm vụ của bạn là cứ ra video, cả video của bạn không có người xem nhưng nó sẽ từng bước tăng trưởng. Đó, từng bước tăng trưởng. Nên khi mà bạn làm trong một thời gian dài, bạn sẽ có kinh nghiệm làm video, sau đó bạn có kinh nghiệm rồi bạn sẽ học thêm về làm thế nào để kéo traffic về kênh của mình, thì nó phải làm từng bước. Nên việc đầu tiên là bạn cứ ra video đều, bạn kiên trì với nó, bạn đừng suy nghĩ quá nhiều thứ, được chưa? Đấy là phải kiên trì bám đuổi. Hầu hết mọi người không thành công là do họ bỏ cuộc ra chừng. Đó, những cái người mà làm một thời gian không có người xem là các bạn đi bỏ. Nên là nhiệm vụ của các bạn đó chính là kiên trì bám đuổi tới mục đích cuối cùng, được chưa bạn? Rồi một cái kỹ thuật, vấn đề số 5 nó chia sẻ bạn, nó là một cái kỹ thuật nhỏ trong việc mà xây dựng kênh YouTube. Đó chính là bạn ra 2 loại video là video ngắn, video dài. Video ngắn bạn làm viral để bạn có thể hút dòng traffic về kênh, sau đó những dòng traffic đấy có thể vào kênh của bạn để xem những cái video dài. Đấy, để xem những cái video dài, khi mà cái video ngắn của bạn hay, người ta sẽ tích vào trong kênh của bạn để xem những video tiếp theo và xem cái nội dung video dài của bạn. Thì như vậy là bạn có khả năng mà hút được dòng traffic khách hàng vào trong kênh của mình. Video này sẽ giúp cho họ xem những cái xem và giữ chân ở trên kênh lâu hơn. Ví dụ như là Nam đang làm cái video này, nó hoặc là video này để giữ chân khách hàng tiềm năng trên kênh của mình, giữ chân khán giả trên kênh của mình, các bạn hiểu không? Đó, nên là cái điều đó nó sẽ làm cho kênh bạn từng bước phát triển, có kết quả thời gian xem nhiều hơn. Thì đây là một kỹ thuật. Còn sau này khi mà các bạn có thể phát triển hoặc đặt tay vào việc phát triển, các bạn lại inbox hỏi Nam hoặc đặt câu hỏi cho Nam thì Nam có thể chia sẻ cho bạn nhiều cái điều hơn. Thì đây là một kỹ thuật nhỏ. Yếu tố số 6 mà Nam muốn chia sẻ với bạn ở đây đó chính là việc bạn tìm kênh để phát triển. Đối với ngành chăm sóc sức khỏe hiện nay thì các kênh tốt nhất nó vẫn là kênh Facebook, bạn phát triển fanpage và kênh YouTube. Đây là hai kênh có độ khách hàng trung thành khá là cao và khách hàng có khả năng chi trả cao nhiều ở trên này. Còn hiện nay với TikTok thì nó cũng đã bắt đầu có khách hàng chi trả cao, và nhưng trong TikTok thì họ không có độ trung thành cao đâu. TikTok không có độ trung thành cao như ở trên YouTube và Facebook đâu các bạn. Nên chúng ta hãy tìm đến những kênh truyền thống là YouTube và Facebook để phát triển tốt ở trên này, thì các bạn có thể là có được những khách hàng và các bạn chi trả cho bạn nhiều hơn. Đó, và hiện nay những người trung cao tuổi họ vẫn đang chưa nhảy sang TikTok, họ chơi nhiều đâu, họ mới ở Facebook và YouTube nhiều mà thôi. Đặc biệt là trên YouTube, những người già người ta sẽ nghe YouTube rất nhiều, và vậy thì khi mà bạn chia sẻ những kiến thức về sức khỏe, về dinh dưỡng, những người già người ta sẽ nghe rất nhiều và muốn xem video của bạn. Thì đấy là cái nơi mà bạn cần phải tập trung. Khi mà bạn tập trung và phát triển được một kênh, hai kênh rồi thì bạn sẽ phát triển được các kênh tiếp theo. Còn đầu tiên bạn đừng tham gia phát triển nhiều kênh vì nó liên quan đến nguồn lực của các bạn. Nên bạn giai đoạn đầu bạn tập trung nguồn lực và phát triển một kênh, và lời khuyên của Nam chính là phát triển đầu tiên để kiếm được khách hàng trên. Đó là những cái chia sẻ và thông điệp mà trong video này Nam muốn chia sẻ với bạn dựa trên những trải nghiệm của mình, dựa trên những cái hướng dẫn mà Nam đã hướng dẫn các anh chị em dược sĩ khác, và hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn có được cái góc nhìn tổng quan hơn về cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet, và bạn cứ kiên trì bền bỉ và bám đuổi như vậy. Và điều tốt nhất đối với việc xây dựng thương hiệu đó chính là tìm cho mình một người thầy, tìm cho mình những người dẫn đường mình, thì cái tốc độ đi của bạn sẽ nhanh hơn là bạn tự mò. Bởi vì khi mà bạn tự mò, bạn cũng không biết rằng là bạn đang đi đúng đường hay đang đi sai rồi. Do vậy hãy tìm cho mình một người thầy để phát triển được thương hiệu trên internet một cách nhanh nhất các bạn nhé. Rồi bây giờ video Nam đến đây kết thúc được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết đoạn video. Còn xin chào hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nhớ ấn like để ủng hộ video của Nam được YouTube đề xuất cho nhiều chị em khác xem nhé các bạn nhé. Xin chào.